đến giờ học rồi. Các em trật tự. Trùm cuối rồi. Ừ, xem ra em không biết ai mới là trùm ở đây. Gì vậy? Cô chân dài, thứ này là gì vậy? Ừ, cái gì đây? Lại nữa sao? Trúng mục tiêu rồi. Cô cũng có quà cho em đây. Này thì khạc nhổ bừa bãi. Chờ đã, gì kia? Có vẻ như có người quên mất là không được nghe nhạc trong giờ học rồi. Hãy xem đây. Hả? Nhạc đâu rồi? Không có nhạc viết gì hết. Hớp đi, em lên bảng cho cô. Em quên rồi à? Cô cấm nghe nhạc trong lớp. Em thông minh hơn các bạn nên giải bài này cho cô đi. Có bao nhiêu hớt ghi quát ghi? Em không biết. Chào các em, cô là Betty. Cô là cô giáo mới. Ồ, có chuyện gì vậy? Làm bài, không thì em sẽ bị đuổi học. Cô đừng la em mà. Nhìn cô nè. Một hớt ghi cộng với ba hớt ghi bằng 4. Em biết rồi. Có 4 hớt ghi đúng không ạ? À? Con bé thật sự giải ra sao? Là cậu đúng vậy không? Bộ móng xinh quá đúng không? Thật kinh khủng. Về chỗ đi Hobby. Em giỏi lắm. Cô tự hào về em. Mình nên viết gì đây? Mình không biết. Hãy khoanh tròn đáp án đúng. Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng. Mình chuẩn bị hết rồi. Đáp án câu đầu tiên là B. Cậu biết đáp án sao? Cho mình xem với. Chuyện gì đây? Không thể chịu được mà. Không được gian lận trong giờ kiểm tra. Em xin lỗi. Xin lỗi thì được gì chứ? Cô làm gì vậy? Mọi chuyện đã được kiểm soát. Ngứa quá đi. Ngứa. Còn tệ hơn bị nhốt trong chuồng nữa. Kinh khủng quá à. Chúng là trẻ con mà. Cậu không thể độc ác như vậy được. Vậy là xong. Bài kiểm tra của mình tiêu chắc rồi. Tệ quá đi cô Mommy. À, mình đã nói với cậu là mình tìm được một chuyên gia rồi đúng không? Chờ đã. Mình cho cậu số nha. Cậu viết đi, mình đọc nè. Wow, đáp án kìa. Cô Betty thật là tuyệt vời. Các em ồn ào cái gì vậy hả? Vẫn chưa hết đâu. Cô ấy có đến tận 2 salon lận đó. Cậu tránh ra đi. Có vẻ như cậu ta đang cố làm mình phân tâm. Quay lưng lại. Dừng, cậu đã đưa đáp án cho bọn trẻ bằng cách nào? Cậu đang nói gì vậy Mommy? Thôi được rồi. Coi như lần này cậu ăn may. Ha, mình là người đầu tiên. Chờ mình với. Hôm nay chúng ta sẽ học hình học. Được rồi, đầu tiên là hình tròn. Nhớ chưa? Hãy tìm hình đồ vật có hình dạng tương ứng. Không được sẽ bị điểm F. Đếm ngược bắt đầu. Bắt đầu đi. Ồ, phải tìm chúng ở đâu đây? Ở trong vở sao? Mình tìm thấy hình tam giác. Em thắng rồi chứ? Được, ngồi xuống đi. Nhanh vậy. Ồ, có vẻ như mình tìm thấy rồi. Dạ đây ạ. À. Em giỏi không nè? Về chỗ đi. Thật kiêu căng mà. Mình giỏi thật đó. Còn một hình nữa. Các bạn ơi, hãy nhấn like video này nha. Chỉ có trái tim của mọi người mới giúp mình vượt qua bài kiểm tra thôi. Vẫn chưa tìm thấy à? Không còn nhiều thời gian đâu mà. Xin hãy giúp cho chúng mình đi. Cơ hội của mình đây rồi. Hết giờ. Em không đạt. Được chưa vậy? Làm ơn đi mà. À, trái tim đây rồi. Woohoo. Cảm ơn mọi người. Cô tránh đường nào. Cái gì? Em tìm thấy hình trái tim rồi. Không thể nào. Em làm thế nào vậy? Bí mật à? Đúng là xấu tính mà. Được rồi, về chỗ ngồi của em đi. Holigan, đủ rồi. Chúng làm mình buồn ngủ quá đi. Nè, cậu có thấy không? Thấy, xin chào. Các em tiêu chắc rồi nha. Ha, mình đã sẵn sàng rồi đây. Mình cũng vậy. Còn nít ranh. Đủ rồi. Ồ không, chúng ta gặp rắc rối rồi. Các em tiêu chắc rồi nha. Cô sẽ cho các em biết tay. Ngạc nhiên chưa? Betty, lại là cậu à? Hoan hô, cô Betty, tuyệt quá đi. Happy birthday. Woohoo. Chúc mừng em nha. Cậu ta lúc nào cũng chỉ biết gây rối thôi. Ồ, nghĩ ra rồi.
Mình nghĩ mình cũng có món quà nhỏ đây. Sẽ vui lắm đây nha. Được rồi, em ướt đi. Phần cho cậu nè, Mommy. Không ăn, mình đang ăn kiêng mà. Ok, mình để ở đây nha. Không phải chứ. Betty. Được rồi các em à, điệu nhảy vịt con. Đầu tiên các em cần phải khởi động. Cô chắc chứ? Tất nhiên rồi, đây là giãn cơ. Wow, chính xác. Đây là kiểu thứ nhất, điệu nhảy thiên nga. Cô thấy ổn chứ cô? Chúng em phải nhảy theo hả? Đúng vậy, đừng có đứng nghịch ra đó nữa. Trông thật lạ quá à. Chẳng giống nhảy gì cả. Đây là điệu nhảy kinh điển đó. Sai rồi, em hoàn toàn không biết nhảy. Nếu không muốn bị điểm F nữa thì nhảy giống như cô đi, hiểu chưa? Nhảy đi. Đây là cánh. Ok. Cái gì đây? Ồ, em thích chim. Dừng lại, cô không phải đồ chơi của em. Nào, các em tập theo cô nha. Điệu nhảy Frog này. Woohoo, cùng nhau nhảy nào. Cái gì vậy? Woohoo, cô Betty là số 1. Vui quá đi. Đủ rồi, họ còn chẳng thèm nghe nữa. Được rồi, phải, trái, cả hai bên. Các em làm tốt lắm. Nè, họ nghĩ họ là ai chứ? Chà, hoạt động yêu thích của mình. Chấm điểm kém. Và tất nhiên, bài kiểm tra cuối kỳ. Bài thứ nhất, F. Thứ hai, F. Thích quá đi thôi. Mommy, cậu đang làm gì vậy? Thật khủng khiếp mà. Mình biết rồi, trơm kích. Đã đến lúc sửa lại mọi thứ. Mình chấm với. À, ô, không ổn chút nào. Mấy bài này đều đúng cả. Cậu đang làm gì vậy hả? Để xem cậu xử lý thế nào. Sao mà làm lại mình được chứ? Cậu thấy thích không hả? Ô, wow, sao chuyện này có thể? Đồ thua cuộc. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Ô không, quá muộn rồi. Khởi động. Cố mà sửa đi. Nhiều quá đi. Dừng lại. Đừng hòng làm phiền mình nữa. Mình phải làm sao đây? Cây đinh ba. Trơm trích. Giờ thì không gì có thể làm khó mình nữa rồi. Trơm trích. Ha, đánh bại được cậu rồi. Không, cậu vừa làm gì vậy Betty? Không được. Vì cậu xứng đáng. Cảm ơn nha. Cẩn thận. Bắt được rồi. Đừng mà. Ê, giỡn gì kỳ vậy? Không nghe chị ấy nói gì hả? Kệ mình đi, nghe rõ chưa? Xong rồi đó. Bạn tiêu rồi. Ai ngăn cậu ta lại đi. Đủ rồi, dừng tay lại. Tránh xa cô bé nhanh lên. Chọn cái gì đây ta? Tuyệt, và cái này cho ngươi. Chờ một chút. Cái gì vậy? Khét nắp khổng lồ. Giờ đến lượt ta. Ranger, ngươi làm trò gì vậy? À, thả xuống đi, làm ơn. Trơm trích. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em đã cứu chị. Wow, đôi tay nè. Giống y khét nắp luôn. Cảm ơn nha. Chắc nó cũng nằm trong danh sách. Xong rồi. Vậy thì khét nắp chúng ta về nhà thôi. Hôm nay tuyệt quá à. Bạn đã giúp mình rất nhiều. Mang thử tay xem nào. Nó hợp với mình quá đi. Hai cô bé, giờ làm trang phục cho bạn nha. Mình có nguyên liệu đây rồi. Ồ, cái này được nè. Cùng màu với mình luôn. Bắt đầu nào. Đợi đã, đây là váy của chị gái mình mà. Tuyệt, trơm trích. Wow, đẹp quá đi. Cảm ơn nha, khát nát. Vậy thì có thể gạch bỏ bước tiếp theo rồi. Tụi mình đang làm rất tốt. Ồ, coi bao nhiêu là rác nè. Kiểu gì chị ấy cũng bực bội cho mà xem. Ô không, chị ấy quay lại rồi. Gì đây, váy của mình đâu rồi? Ước chị tha lỗi cho em nha. Đây là váy dạ hội của chị đó. Đừng làm vậy mà. Em đang nói gì vậy?
Em đang nói chuyện với ai đó? Xém tiêu rồi. Chị sẽ gọi mét mẹ đây. Rồi em sẽ tiêu đời. Đừng mà, đừng gọi cho mẹ mà. Ồ, đúng vậy, chị sẽ gọi. Từ từ đã, cầm cái này đi. Ồ, cảm ơn em. Wow, cái áo đẹp xuất sắc nha. Thoát chết rồi. Cảm ơn em. Hả, cái gì? Mình đã vứt nó đi rồi mà. Lần này nhất định sẽ loại bỏ được ngươi. Chào bạn, mình muốn bán lại đồ chơi này. Ồ, còn mới đó nha. Ok. Tiền đây. Wow, nhiều tiền quá đi. Cảm ơn nha. Chúc một ngày vui vẻ. Quéo quèo quèo. Đây rồi. Làm ơn. Cảm ơn. Một ngày tuyệt vời mà. Wow. Xong rồi, của bạn đây. Cảm ơn. Giờ mình đi nha. Bạn trở lại rồi. Mình nhớ bạn quá đi. Xem mình vẽ nè. Viết lên đi. Mãi mãi là bạn. Thiệt quá à. Chúng ta quay lại biến hình nào. Giờ đến bước make up nha. Bạn sẵn sàng chưa? Lấy đồ make up ở đâu đây? Hay quá đi. Mình sẽ giống bạn đúng không? Tất nhiên rồi. Cảm ơn Khát Nát. Wow, thiệt quá à. Khát Nát ơi, nhìn nè. Nhìn như anh em sinh đôi luôn á. Tuyệt, gạch bỏ nó đi. Chúng ta phải tìm giày cho bạn. Để đó cho mình. Ok, chúng ta không có thời gian đâu. Hả? Ai vậy? Rổ bóng. Ném giày vào rổ. Và mọi người sẽ nhận được phần thưởng. Wow, đã quá đi. Vụ gì đây? Mình cũng muốn chơi nữa. Để mình ném trước. Nó dễ hơn mình nghĩ nữa. Yay. Này, đến lượt cô. Landon. Kẹo của ta đâu? Tự chia nha. Cảm ơn. Mình đi đây. Kẹo nè. Không, kẹo này là của cô mà. Cô ấy xấu tính quá đi. Tạm biệt mọi người. Bé cưng ơi, xem có gì nè. Bạn muốn xem không? Cái gì vậy? Mình đã thu thập giày ở trường đó. Kiểu gì cũng có đôi hợp với bạn thôi. Ok. Mình sẽ ngồi ở đây chờ. Trơm trích. Bạn thấy sao hả? Bạn biết đó, không hợp rồi. Trơm trích. Còn cái này? Không, không hợp gì cả. Vậy cái này? Mình thích nó, bạn thấy sao nè? Xin lỗi nha. Nhìn lại đi. Em đang làm gì vậy? Đi đánh răng đi. Nhanh lên. Cái gì đây? Mình phải xé bỏ nó đi mới được. Vậy mới được nè. Đủ rồi. Ê bạn. Ai nói vậy? Cái gì? Lại là ngươi à? Nhưng sao được? Kẻ thua cuộc. Cái gì? Ngươi đang bị yểm bùa hay gì hả? Ở trong này đi. Ok. Tại ngươi ép ta đó nha. Ngươi. Nó biến mất rồi. Chán thiệt. Nhưng ta sẽ tìm ra ngươi thôi. Ngươi không trốn được đâu. Đúng cái chúng ta cần rồi. Bạn về rồi hả? Chị gái mình đâu rồi? Giờ biến hình tiếp cho xong đi. Wow, ấm quá đi. Để xem. Một cái nữa là xong rồi. Giờ bạn không phải sợ con quái vật nào cả. Bạn xử lý bà ta nha. Ha, quá dễ. Tuyệt, vậy thì đi theo mình. Nhìn kìa, chúng ta ở gần rồi. Bạn nói đúng, bà ta kìa. Bà ta không nghi ngờ gì cả. Chỉ cần im lặng và tạo cú bất ngờ nha. Ok. Mình sẽ dọa bà ta liền. Lên nào. Chơi không nè. Tuyệt. Ok. Không có ai chơi chung, ta thấy cô đơn quá. Đợi đã, Khát Nát. Sao vậy? Chúng ta sẽ không dọa bà ta nữa. Bà ta là người tốt. Ngồi xuống chơi chung đi. Dừng lại đi. Ê, còn mình thì sao? Không ai cần mình cả. Tạm biệt bạn nhỏ. Mình cứ tưởng chúng ta sẽ mãi là bạn. Chúng ta ra ngoài chơi nữa đi. Đi nào.
Ừ, mình cô đơn quá. Sao cô bé lại bỏ rơi mình chứ? Đi thôi. Mình sẽ không tha thứ cho bạn đâu. Ô không, có ai đó ở đây. Cậu có muốn chơi trốn tìm không nào? Trốn khỏi đây. Mình sợ quá đi. Mình buồn ngủ quá đi thôi. Wow, đợi đã nào. Đừng ngủ, chúng ta đang gặp nguy hiểm. Cố lên dậy đi. Cậu là ai? Cậu ta có thể nghe được đó. Mình sẽ làm cho cậu ấy sao nhãng. Này mèo à. Ồ, cậu cũng muốn chơi à. Cậu ta nhận ra mình rồi. Mình phải trốn đi ngay thôi. Ở đây an toàn rồi. Cậu ta rời đi rồi à. Buồn ngủ quá à. Xong rồi nhé. Poppy à, liệu cậu ấy sẽ ổn chứ? Ba ơi, cứu con với. Vị khách nhỏ của chúng ta đâu rồi? Đây à. Không. Có lẽ là ở đây. Ồ không, cậu ấy đâu rồi? Mình sẽ tìm ra cậu. Ồ không, mình không nghĩ cậu ta quay lại đấy. Hy vọng sẽ không tìm được mình. Mình nên làm gì đây, Kishi ơi? Ồ, rộng quá à. Đừng để cậu ta tìm ra cậu. Mình sẽ đối phó với cậu ta. Mình nghĩ cậu ấy không nhận ra. Hai. Ồ không, là khí ga sao? Mình thấy bất ổn quá à. Kết thúc rồi à. Ước gì mình có thể với tới vũ khí thì có thể đối phó cậu ta dễ dàng rồi. Mình hiểu rồi. Cầm lấy nè. Là cái này à? Không, vũ khí khác đi. Ok, mình sẽ đưa ngay cho cậu. Một chú gà sao? Không. Ok, dừng lại. Hả? Có gì đó sai sao? Cậu làm gì vậy? Mình muốn vũ khí mà. Sao cậu lại không thấy? Cậu nên nói sớm hơn chứ. Tiếp tục đi nào, nhanh lên. Được thôi. Thì ra là cái này. Cầm lấy này, Kishi. Một quả bóng. Cậu đang đùa với mình à? Ồ, là một quả bóng. Mình sẽ tóm lấy nó. Hả? Thứ này có tác dụng sao? Phiêu, xem chút nữa thì. Khát náp à? Mèo. Mình sẽ thả cậu. Hay lắm baby. Woohoo, Kishi à, lại đây nào. Đừng vội vậy chứ. Ồ không. Hy vọng cậu ấy không để ý mình. Chà chà, mình nghe thấy tiếng gì đó. Đừng lo nha con, ba đang đến cứu con đây. Ba khách náp đây rồi. Ngươi đang đùa à? Trông ngươi chẳng đáng sợ gì cả và làm như thế không có tác dụng đâu. Ý ngươi là gì? Làm lại nha. Ta sẽ phá hủy ngươi. Không có tác dụng đâu, ta biết ngươi không phải hớt ghi. Thôi nào, nhìn này. Gì vậy? Sao chuyện này lại xảy ra? Ủa, ta sẽ không xen vào đâu. Chúc một ngày tốt lành nha. Nhưng mà sao lại vậy chứ? Bye bye. Cậu ta đã phát hiện ra mình. Kế hoạch thất bại rồi. Mình nên làm gì đây? Mình đã rất cố gắng mà. Ồ không. Chuyện gì vậy? Mình thua rồi. Đúng là cậu bé khóc nhè mà. Ok, mình có thứ này cho cậu. Mình sẽ tự làm nó. Bật lên nha. Tuyệt quá đi. Cậu cũng sẽ cần thứ này đấy. Gì vậy nhỉ? Đây chính là thứ vũ khí tuyệt vời nhất. Cái này cho mình nè. Hay đó, mình rất háo hức để thử. Bây giờ mình bất khả chiến bại rồi. Và cậu cũng có thể dùng để chơi trò đập tay. Mình sẵn sàng rồi, khát náp. Ồ, hãy cẩn thận nha. Nhưng hãy nhớ cẩn thận với khí ga đó nha. Hiểu rồi. Cảm ơn mẹ chân dài. Cha cha, khát náp đâu rồi? Hắn ta sẽ phải sợ mình thôi. Hãy nhìn vào mắt ta nè. Ta sẽ đấu với ngươi. Ngạc nhiên chưa? Tránh ra, ngươi không thắng được đâu. Để xem nha. Khí ga ấy không có tác dụng với ta đâu. Ồ, ký hiệu này. Mình biết nên làm gì rồi. Trương trích. Không thể nào. Ngươi xứng đáng bị như vậy. Nữa nha. Đừng mà. Cứu.
Người thích chứ? Đủ rồi nha Catnap, trò chơi kết thúc rồi. Này, ngươi không bắt được ta đâu, ngươi thua rồi nha. Đủ rồi, chỉ là do ngươi gặp may thôi. Đuổi theo ta nếu ngươi có thể nào. Thật tàn nhẫn. Mình phải dạy hắn ta bài học thôi. Lại đây nào, hắn ta đâu rồi? Hay đấy, hắn ta đã rơi vào bẫy rồi. Mọi người đâu cả rồi? Chà, gì thế này? Hay quá, là cái cột cào. Ú, đã quá đi. Thích quá đi à. Có tác dụng rồi. Đây là cơ hội của chúng ta. Đừng di chuyển nha. Đến lượt của mình rồi. Ú, cẩn thận nào. Đi thôi. Còn lâu nha. Xử hắn ta nhanh nào. Là ngươi muốn như thế này đó nha. Đấm hắn nhiều vào. Mình sẽ giữ hắn ta. Dừng lại ngay. Đủ rồi. Đến lúc ta cho các người thấy ai mạnh hơn rồi nha. Ô, đau quá. Tiếp theo sẽ là ngươi, mẹ chân dài. Ô không, ngươi thích chứ? Ta sẽ không thả các ngươi đi đâu. Ta vẫn đang xử lý bé gái ấy. Cậu ấy không thể nào đi đâu xa được đâu. Tiếp tục tìm nào. Hy vọng ba vẫn ổn. Cậu đâu rồi? Mình phải làm gì đó thôi. Mình có ý này. Yoga, lại đây. Mình sẽ cho cậu thấy Catnap. Tiến lên nào, hy vọng sẽ thành công. Gì đây? Chuột à, lại đây nào. Ta sẽ tóm lấy ngươi. Hả, cậu ấy không sợ rồi. Meow. Không biết cậu ấy thấy như thế nào với tia laser này nhỉ? Tia sáng sao? Đáng yêu quá à. Này, ngươi đi đâu vậy? Ngốc quá đi. Ngươi không thoát khỏi ta đâu. Lại đây, đợi đã. Cậu đây rồi. Chạy ngay thôi. Cứu. Cậu trốn lâu quá rồi đó nha. Nhưng giờ mình đã bắt được cậu rồi. Thả mình ra. Đừng làm vậy mà. Muộn rồi. Nói lời tạm biệt đi nào. Trương kích. Làm sao để thoát ra đây? Được rồi. Cậu thích bước tiến này chứ? Này, không được. Lại nữa rồi. Vui quá đi mất. Gì chứ? Lại nữa à? Nữa hả? Gì đây? Ok, mình sẽ nuốt chửng cậu. Ngon quá. Cuối cùng thì mình cũng no rồi. Ngươi. Trả con gái lại cho ta. Ta đếm đến ba, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Ngươi thoát ra rồi sao? Nhận lấy. Là ngươi muốn đó nha. Ngươi đã làm gì? Ngươi sẽ hối hận vì điều này. Thả ta ra. Mặt của ta. Này, ai đó? Chuyện gì vậy? Đừng như vậy mà. Đừng mà. Dừng lại. Làm ơn. Giờ mình phải chuồn thôi. Cần giải quyết thứ này. Bắt lấy. Cái gì vậy? Cái này đâu phải của em. Chút may mắn. Thì ra là cô ở đây. Đồ ăn trộm. Đúng là trơ tráo mà. Cô không trốn được đâu. Không ai có thể trốn khỏi làn khói của ta. Mình thấy không được khỏe cho lắm. Mình đang ở đâu đây? Khoan đã. Làm ơn thả em ra đi. Đừng cố nói ngọt ngào với ta. Lẽ ra em không nên ở đây. À không, cô sẽ ở đây cho đến khi cô trở nên giống ta. Ô không, đúng là ác mộng mà. Đúng là ác mộng. Ngồi ngay ngắn và yên lặng đi, đồ trộm cắp. Cái gì vậy? Hả? Ta đã bảo cô im lặng rồi mà. Không biết đây là gì. Hướng dẫn cách trở thành Catnap sao? Wow, giờ mình chắc chắn có thể thoát được rồi. Nhưng mình muốn phiên bản băng giá. Tuyệt quá đi. Chà, không lãng phí thời gian nữa. Thật mềm mại. Thích quá đi. Hả? Chuyện gì vậy? Cứ như diễn xiếc vậy á. Các bạn có thấy hay không? Này Catnap, thử cái này đi. Thử gì?
bắt lấy nè. Wow, là đồ massage. Thử nào. Mình đang ở thiên đường. Vui quá đi. Mình vẫn đang mang giày cũ. Phải điều chỉnh thôi. Cần tớ giúp không nè? Dùng phép thuật đi. Cảm ơn vì lời khuyên nha. Trâm trâm trích. Vẫn chưa phải đôi mà mình cần. Hy vọng có thể sửa được. Trâm trích. Loại bỏ phần dư thừa. Và ten ten. Này, anh ấy bị làm sao vậy? Đến giờ dọn dẹp rồi. Ra ngoài, cô gái trẻ. Woohoo, tự do rồi. Cô đi với ta. Chính là nơi này. Khi ta trở lại, mọi thứ phải lấp lánh nha. Và đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Có cái này thì bảo đảm an toàn. Có thể bắt đầu rồi. Bye. Bye. Chắc đang đùa nhỉ? Biết khi nào mới dọn xong đây? Sao anh ấy có thể khiến căn phòng ra nông nổi này? Thì ra là cái này bốc mùi. Xem ra không còn lựa chọn nào rồi. Mệt quá đi. Một album hả? Wow, cưng quá dạ. Một bé mèo con xinh đẹp, không chịu nổi. Dễ thương quá đi. Mình có thể dùng cái này. Mình sẽ để dành khi khác dùng. Tuyệt. Cô vẫn còn chơi đùa sao? Đã bảo cô dọn dẹp mà. Mau quay lại phòng giam đi. Bye bye. Cô sẽ ngồi ở đây. Anh từng dễ thương lắm mà. Rồi, đến lúc tận dụng những thứ tìm thấy được. Đợi một chút nha. Cô nghĩ mình là công chúa sao? Cởi vương miện ra đi nào. Giờ mình nên mặc gì đây? Để xem nào. Chính xác. Một bông tuyết. Biết rồi, đến lúc cưng thể hiện khả năng rồi. Bắt tay vào việc thôi. Cố lên kéo. Yeah, đáng yêu quá. Nên thêm gì ta? Elsa, cái này được nhỉ? Kim tuyến đá. Cầm nè. Cảm ơn Olaf, cậu đã giúp tớ rất nhiều. Để xem điều gì sẽ xảy ra. Wow, thật không thể tin được. Trơm trích. Thật là đẹp mà. Này cô kia. Đã đến lúc vui chơi một chút rồi. Chơi một trò chơi nho nhỏ nha. Em không muốn. Ai chà, có gì khó đâu. Chỉ cần ném bóng và giải thưởng là vương miện của cô. Em đồng ý. Tuyệt, bắt lấy. Phải. Nếu lấy cạnh thuyền này của gốc này. Đã sẵn sàng. Nhắm vào các con kỳ. Trơm trích. Wow. Ủa. Này, không công bằng. Thử lại lần nữa đi. Lần này chắc chắn sẽ trúng. Này, khát nát. Nhìn kìa. Gì? Mình sẽ bắt nó. Sắp tóm được rồi. Biết ngay sẽ thành công mà. Giờ là lúc lấy lại vương miện. Trơm trích. Mình đã thắng rồi. Không thể được. Cô gian lận. Chính là nó. Này, trả vương miện lại cho em đi. Được rồi, mình sẽ tự lấy. Xa quá. Wow, còn đẹp hơn trước luôn nè. Đỉnh quá à. Oh yeah, chúng ta có thể gạch bỏ một điểm nữa rồi. Chuyển sang găng tay nào. Mình có thể dùng chúng. Gì thế này? Cô không thích à? Cô sẽ phải chịu đựng nó. Thôi nào cô gái băng, theo ta. Nhanh. Sắp xếp tất cả đồ chơi ở đây. Nhanh lên nào. Được rồi, em hiểu rồi. Vậy thì nhanh lên. Ta còn việc quan trọng hơn phải làm. Cưng thế. Lên kệ ngồi nha bé. Em cũng lên đây luôn đi. Còn ai nào? Wow, chào cặp sinh đôi. Đùa tí không nè. Một ngày nọ, hai bạn rồng bước vào quán bar. Một bạn nói ở đây nóng quá. Bạn kia nói, đừng thổi lửa vào bạn ấy. Cái gì? Đúng là ngốc mà. Đến lúc quay lại rồi. Này, đừng hòng tự do. Bye bye. Mình không làm vậy được nữa. Sao mà ngứa thế nhỉ? Tất nhỏ, ngay cả cậu cũng không giúp được. Thôi nào. Olaf, tớ là ảo thuật gia, còn là phù thủy. Trơm trích. Cái gì? Wow, bàn tay ngầu quá. Không cần cảm ơn. Tuyệt vời quá đi. Miu miu. Mất ngón tay rồi.
mình có thể khắc phục điều này. Khoan đã, nghĩ xem nào. Chính xác là bông tuyết. Gì nữa ta? Ken, ông giúp ta nha, ta cần móng vuốt. Được thôi. Xem tớ nghĩ ra trò gì nè. Một nơi hoàn hảo cho kẹo cao su. Ừ, đi thôi. Xem cô nàng tay to kìa. Ôi, tôi say mê âm nhạc tới mức không nghe thấy bạn. Ồ, tớ nghĩ ra một ý tưởng. Tuyệt đó. Hả? Âm nhạc đâu rồi? Không có tín hiệu. Là anh chị. Máy tính bảng của em mà. Trả lại đi. Tới đây mà lấy. Em muốn lấy lại máy tính, đồ bắt nạt. Thì lấy đi. Không lấy được đâu. Chú bảo vệ ơi. Mời vào. Có chuyện gì thế? Mình sẽ giải quyết. Có vấn đề gì vậy? Họ trộm máy tính bảng của cháu đó. Cái gì? Hai cháu lấy máy của cô bé sao? Không, máy của bọn cháu mà, phải không? Đúng ạ, đúng ạ. Nói dối. Máy tính của em mà. Không, là của anh. Chú sẽ kiểm tra. Bức ảnh của ai đây? Cháu nói đúng. Máy tính là của hai cháu. Nói dối là xấu đấy. Đừng làm thế nữa nha. Mình thật tuyệt vời. Đồ thua cuộc. Tạm biệt đồ thua cuộc. Vui vẻ khi không còn máy tính nha. Wow, đây là gì vậy? Đưa vé của chúng ta thử đi. Rạp xiếc kỹ thuật số. Hình như là phim của tụi mình. Kỳ lạ quá. Nào, vào đi. Đợi đã. Còn máy tính bảng của em thì sao? Mau đưa đây. Thả ra. Khóa rồi. Chúng ta bị kẹt ở đây rồi. Xin chào mừng đến rạp xiếc kỹ thuật số kỳ diệu. Tên của anh là Kay, là người diễn thuyết. Kiểm tra xem ai đã đến thăm chúng ta. Người xấu, hiểu rồi. Một đứa trẻ ngoan. Điều gì mang em đến nơi này? Họ trộm máy tính bảng của em. Đưa đây, giờ nó là của anh chị rồi. Các em, các em. Dừng chuyện này lại được không? Dừng lại. Những thứ cơ bản không thuộc về rạp xiếc kỹ thuật số. Các em phải thật đẹp. Mình bị làm sao vậy? Làm sao để cởi nó ra? Mặt mình bị sao vậy nè? Chạy. Hả? Ý là sao có thể? Mọi người đang lãng phí hơi thở đấy. Đi hướng khác đi. Không còn đường thoát đâu. Trời ạ. Các em bị mắc kẹt mãi rồi. Nào, làm quen với nó đi. Không, làm ơn. Em cầu xin anh đó. Ồ, anh phải đi đây. Tạm biệt mọi người nha. Ôi trời, chúng ta không có cơ hội thoát khỏi đây rồi. Tất cả đã bị khóa, tiêu thật rồi. Ảo, là tớ đấy, các quý cô đến giờ diễn rồi. Tớ có cơ bắp thép đó, tớ vào đây. Em đây rồi, chào mừng đến với phòng thử thách. Rất vui được gặp em. Ai là chú thỏ dễ thương nào? Anh thấy nỗi sợ thầm kín của em. Rõ ràng lũ quái vật khiến em sợ hãi. Vậy hãy chào đón nồng nhiệt nha. Ôi không, đừng. Được rồi, anh sẽ để mọi người được riêng tư. Đi đây, tạm biệt. Không, không, không. Trước tiên phải vượt qua nỗi sợ đã. Dầm, dầm, dầm. Chơi thôi.
Tới đi. Này, hướng khác chứ. Ngươi không trốn được đâu. Đợi một chút. Đây chỉ là trí tưởng tượng thôi. Chúng ở trong đầu mình. À hả, mình nghĩ đã tìm ra lối thoát. Như này thì sao? Hả, chuyện gì thế này? Mình đang múa ba lê. Cứu, mình không thích múa. Đây là đồ mới cho ngươi hết ghi. Thánh thần bồn cầu không vui chút nào. Thật là buồn cười mà. Nhìn lại mình đi, nữ vũ công ba lê xinh đẹp. Nhìn kìa, một cái bồn cầu biết nói. Yeah, thành công rồi. Thêm hai quái vật nữa bị hạ. Mình thiệt là đỉnh. Này, hình như đang gọi tên mình. Thôi, tới đi đây. Ốp ư? Quèo quèo quèo, chào mừng đến phòng thử thách của anh. Vị khách là ai nào? Thì ra em thích donut. Thật ngọt ngào. Thưởng thức bánh đi, khách thân yêu. Chúc ngon miệng. Ôi da, bánh này làm bằng gì vậy? Răng của mình. Hơn nữa, xem ra em sợ nha sĩ. Quả là trùng hợp mà. Chà, anh có nơi cần tới rồi. Chúc may mắn. Cháu đang đào răng à? Răng bị hư phải được nhổ bỏ chứ. Nhổ tận chân răng. Không, không, không. Cắn đi. Răng của mình. Mời ngồi. Nói cháu nghe, đau cỡ nào? Đau rất nhiều luôn. Đừng lo lắng. Cái răng hư phải nhổ đi. Sẵn sàng chưa? Ngồi yên nha. Một, hai, ba. Wait a minute. What are you? Mình làm được rồi. Yeah. Pony, tại sao em lại ngồi ở đó vậy? Đứng dậy đi. Hả? Em hả? Vào trong đi. Em ngồi đi. Những đứa trẻ ngoan là tuyệt nhất. Giờ anh phải đi rồi. Tạm biệt. Tiếp theo là gì? Mọt sách. Không được chép bài. Quèo quèo quèo. Có ai tình nguyện không? Em. Vì em thông minh nên giải bài toán này đi. Sẽ mất rất nhiều thời gian. Em ấy sẽ không bao giờ giải ra đâu. Đồ thất bại. Mình nghĩ mình biết câu trả lời rồi. Xong. Đợi đã. Đúng rồi. Tức chết đi được. Nếu vậy thì hãy đến câu hỏi tiếp theo. Ai ở trên bảng vậy? Em không biết câu trả lời à? Vậy thì em nhận điểm F đi. Thầy biết em ấy luôn thất bại mà. Đó là câu trả lời đúng. Đợi đã, chuyện gì đang xảy ra thế? Em xứng đáng được A cộng. Thầy bị sa thải. Thành công rồi. Mọi người ơi, chúng ta làm được rồi.
Đây là lối ra. Mình biết ngay là luôn có lối ra mà. Đi nào. Dừng lại, không ai được rời khỏi thế giới này. Cứ để xem, chúng ta sẽ đấu một trận công bằng. Tất nhiên rồi, tạm biệt. Nghỉ chơi nha. Vậy ai muốn chơi nào? Em hay em? Em. Không không không. Ồ, Ragatha, bình tĩnh nào. Sẽ vui lắm. Không, đừng làm thế mà. Hả? Em nghĩ mình là ai hả? Dạ, búp bê, chỉ có em và anh thôi. Không không, làm ơn, đừng. Tạm biệt. Không ai thoát khỏi rạp xiếc kỹ thuật số kỳ diệu của ta. Này thỏ, em đâu rồi? Tay mình. Hiu. Cái gì vậy? Không cắm cáp vào máy tính bảng. Ồ, ồ, máy tính bảng. Jazz, ra ngoài nào. Làm ơn, không, em không thích răng. Này, Jazz. Sao? Máy tính bảng đâu rồi? Đây này. Thôi nào, cố lên. ngạc nhiên chưa? Ồ, giờ chỉ còn Pomni. Chúng ta sẽ ở cùng nhau trong rạp xiếc kỹ thuật số kỳ diệu của anh. Vì nơi này rất là tuyệt và không ai rời đi được. Được rồi, đã tải. Mình hả? Không, không, chưa. Ai? Không. Ồ, đúng rồi nè, xóa bỏ. Hả? Không, là kẻ nào? Mình không chấp thuận, mình là trùm mà. Mình sẽ sử dụng cái này. Ồ, họ đây rồi. Để tớ sửa. Wow. Cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng ta đã làm được. Lối ra kìa. Đúng rồi. Đi thôi nào. Chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Mãi mãi là bạn thân nha. Buổi công chiếu phim Pikachu. Mình đã ngóng dài cả cổ luôn. Chào con, vé của cô bé là phim Pikachu ha. Cô bé còn mang theo gì vậy? Các bạn của con ạ. Được rồi, con dẫn các bạn vào đi. Xem phim vui vẻ nha. Pokemon ơi, chào mừng tới rạp phim nha. Gì đây ta? Để xem nào. Là Pikachu thật nè. Chào cưng. Được lắm Pikachu. Chúng ta không bạn bè gì hết nha. Có chuyện gì vậy trời? Cắm đặt chân hay móng vuốt vào chỗ này lần nữa nha. Cầu Pokemon của con. Cắm quay phim. Bé cưng Pokemon mình mới tậu nè. Đi nào. Đợi chút, cậu có mang theo Pokemon không đó? Có ạ, để tôi cho anh xem ngay và luôn nha. Mình chọn cậu Pokemon. Con Pokemon này ngộ ha. Được chứ? Được, Jigglypuff à. Đáng yêu quá trời. Tuyệt. Đi nào Pokemon. Anh bảo vệ bị mê hoặc hoàn toàn rồi.
Chào anh. Anh muốn vào hả? Nhưng anh có mang theo Pokemon không đó? Có hả? Ôi trời. Ồ, tôi cũng có Pokemon đó nha. Tôi chọn cô Charmander. Cô giải quyết được chứ, phải không? À, chịu thôi. Hợp đồng của tôi không bao gồm cái này. Xin thua. Biết mà. Đi nào, Geodude. Suýt thì tôi. Wow, vừa siêu khỏe, vừa siêu đáng sợ. Tụi mình cũng làm được mà, Chipley à. Đi thôi. Chào, có vấn đề gì không? Lên đi, Chipley. Cho họ biết thế nào là lễ độ đi. Đúng là trò cười mà. Bình tĩnh đi, Chipley Pop. Đừng mà. Hết thời tay gian rồi. Ô, bỗng ngô. Đi mà. Thôi được. Sao mà từ chối cưng được chứ. Đây nè. Khi không có ai để ý thì cậu làm gì trong đó vậy? Coca là tuyệt nhất. Chẳng thấy gì cả. Ừ. Xin lỗi nha, rất đẹp hết. Ừ. Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu mà. Tôi không mang Pokemon thật mà. Cái gì bên trong vậy? Xin lỗi, không phải là cố ý đâu. Bỗng ngô suất lớn giá 20 đô ạ. Cảm ơn nha. Mình sẽ giấu cầu Pokemon vào đây để không ai nhìn thấy. Chỉ cần ấn nó xuống là được. Xong. Này, có cầu Pokemon không đó? Tôi mà tìm thấy thì sao? Cậu cầm cái gì vậy hả? Bỗng ngô à. Tôi thích nhất là vị phô mai đó nha. Anh chàng không nhận ra. Phải, phô mai là ngon nhất. Vậy tôi vào được chưa? Cảm ơn, cảm ơn. Không, không, không. Nhầm lúc rồi, Chipley Pop à. Xin đó. Phải hát như vậy nè. Lên đi, Charmander. Xử anh chàng hả? Cứ để cho tôi. Đừng, đừng, đừng. Phải nghĩ cách thôi. Ồ, anh bảo vệ cũng có Pokemon yêu thích kìa. Thả tôi ra, đồ điên. Đúng là thiên tài. Phải rồi. Tôi có vé đây nè. Cùng đi xem phim nha, Charmander. Ồ, hào hứng quá à. Tôi đi nha. Làm ơn. Không, Pokemon không được vào trong rạp phim. Được lắm. Cuối cùng cũng được vào rồi, Pokemon ha. Nhờ anh bảo vệ đồng ý đó. Cảm ơn anh bạn nhiều nha. Cùng nhau xem phim mới nào. Chào các fan. Mình chọn Eevee. Wow, là Eevee sao? Còn mình thì chọn Mew. Chết rồi.
là Mew hàng thật đó. Còn mình thì chọn Pikachu. Ba Pokemon lận á. Mình thì chọn Geodude. Đè bẹp chúng đi, anh bạn cừ khôi. Chúng ta không thể đấu lại gã đó đâu, huấn luyện viên. Cố lên, Geodude. Tiến đi. Mình bỏ cuộc. Tất cả thẻ vàng của cậu đều thuộc về mình. Mình sẽ dạy cho cậu một bài học đồ đáng sợ. Các Pokemon ơi. Được rồi các Pokemon, đây là kế hoạch giành chiến thắng của chúng ta. Diana có Pokemon cấp 20, còn các cậu đều là cấp 3. Rõ ràng là không đủ rồi. Này, có nghe mình nói gì không vậy? Đưa Bim Bim cho mình đi. Ba người các cậu phải tăng cấp để đánh bại Diana và giành lại thẻ vàng về đây cho mình. Đã hiểu chưa hả? Mọi người làm việc đi. Ngay lập tức. Bắn. Tốt lắm. 10/10. Lại lần nữa. Wow. Đỉnh của chớp. Pikachu luôn bách phát bách trúng. Thêm lần nữa nha. Pikachu, cậu lại bị ám ảnh bởi đồ ăn nữa rồi. Ủa, mình lỡ thôi Eevee. Mình sẽ sửa sai nha. Cậu là đáng yêu nhất đó. Huấn luyện viên ngủ rồi sao? Đặt pizza nha. Thêm nữa đi. Thêm nhân đi. Cả viền phô mai nữa. Đến rồi. Charmander. Ai gọi pizza đó? Pizza. Lạnh ngắt à. Thật hả? Không sao đâu mà. Các cậu. Pokemon đáng yêu nhất quả đất. Ngủ ngon nha. Mew, đấu với Pikachu đi. Thôi, mình không có hứng mà. Thôi nào, cậu có tính tập luyện hay không hả? Tránh ra đi, mình sẽ đấu với Pikachu. Giỏi lắm Eevee, chuyển nào. Trời đất quỷ thần ơi, thú vị quá đi. Đặt cược cho ai đây ta? Mình bỏ cuộc. Mệt muốn xỉu. Cấp của cậu tăng lên rồi kìa. Mew, học hỏi bạn cậu đi. Lên top. Alo, Theo. Mình cần sự giúp đỡ của cậu. Ok. Cậu ta nghĩ ra cái quái gì vậy trời? Chào Theo. Pokemon của mình không chịu hoạt động kìa. Hiểu rồi, mình giúp được nha. Mình chọn Jigglypuff. Mình phải làm gì? Cậu phải làm gì? Hát cho tụi mình nghe đi. Cảm ơn mọi người. Hay lắm Jigglypuff. Mình muốn tái đấu. Cậu sẵn sàng chiến đấu với Pokemon của mình chứ? Tiến lên nào Geodude. Thấy rén chưa hả mấy nhóc? Cấp 100 đó nha.
Khốn hồn, đúng là cơn ác mộng mà. Pokemon ơi, gì vậy? Ai dám đánh thức tụi mình giữa đêm thế này? Chúng ta phải luyện tập chăm chỉ hơn, ngay lập tức. Cậu ta bị làm sao vậy trời? Lại sắp tuôn trào cảm xúc nữa rồi. Đây, uống chút sữa đi. Quấn mền nè. Tụi mình đọc truyện đêm khuya cho cậu nghe nha. Từ trước đến giờ chưa có câu chuyện nào bi kịch như chuyện giữa Pokemon và Romeo. Quay lại rồi à, muốn đấu không? Pokemon của mình mạnh hơn cậu nhiều nha. Mình gọi Chiu. Hạ gục hắn đi, Pikachu. Ngươi đã bị bắt. Cái gì? Mình thậm chí còn có lệnh bắt giữ mà mình đã in ra 5 phút trước nè. Chuyện gì vậy? Đây chính là bằng chứng. Pikachu ăn cắp kẹo. Pikachu, không phải là mình. Mình bị oan mà. Hãy suy nghĩ về hành động của mình ở trong tù đi. Tạm biệt Pikachu. Xem ngươi giấu gì nào. Trả lại tất cả các đồ ăn vặt đi. Lấy số. Đứng yên. Ta cần chụp một bức ảnh. Cái gì? Này, đèn flash bị hỏng rồi. Mắt của mình. Đủ rồi đó nha, không còn tia chớp nữa. Đứng yên. Cái gì? Pika buồn. Đứng yên. Yeah. Này, lấy bánh đâu ra vậy hả? Ta lấy hết rồi mà. Mang ra đây. Bây giờ ngươi không thể trốn thoát nha. Mình là con mèo vô hình và mình đến để cứu cậu đó. Pikachu. Móng của mình bị gãy rồi. Đau quá đi à. Đừng làm cô ta thức dậy. Này Miu, sắp được rồi nè. Ngủ ngon nữ hoàng. Dậy đi. Không có ngủ nữa. Chuột bất lực. Dậy đi Miu, bữa sáng. Ăn sáng. Họ có gì cho chúng ta? Đây là yến mạch của ngươi. Cái này không ăn được. Ta biết mà. Chúc ngon miệng. Đồ ăn vặt của mình. Cho một cái được không? Làm ơn. Thật đáng yêu mà. Đây, ăn đi nè. Mình không có cố ý đâu. Nào chiêu đu. Không ăn bánh nữa. Ăn yến mạch đi. Mình thích cái bánh donut này. Cái này cũng vậy nè. Oh yeah. Pokemon ngu ngốc. Cảnh sát, sẵn sàng cho cuộc kiểm tra chưa?
Vâng, sẵn sàng rồi. Đây là tù nhân của chúng tôi. Nơi này trông quá ẩm ướt đi. Các phòng giam thì quá gần. Thật tệ mà. Ý của ngươi là gì, tù nhân? Đồ ăn này là độc dược chính hiệu đó nha. Tệ thật mà. Không thể chấp nhận được. Mình sẽ mô tả tất cả trong báo cáo. Cô bị sa thải. Trả huy hiệu và chìa khóa lại đây. Ra khỏi đây. Ủa? Báo động. Phil, Ivy, đi đâu vậy? Đồ lừa đảo.